làm cưới. Dạ, em tên là Phạm Thị Hương Trang, em năm nay 23 tuổi. Hiện tại thì em chỉ ở nhà để dưỡng thai. Vô giới thiệu sóc hàng của chị. Và bây giờ sẽ là cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Rồi, mời hai bạn. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Phạm Thị Hương Trang, em năm nay 23 tuổi. Hiện tại thì em chỉ ở nhà để dưỡng thai. Vô giới thiệu sóc hàng của chị. Em 23 tuổi, ở nhà dưỡng thai. Rồi, từ từ để biết tên đi. Từ từ, bình tĩnh, để chị bình tĩnh cái đã. Rồi, mời em. Dạ, em là Nguyễn Minh Hiếu. Năm nay em 24 tuổi. Dạ, em ở nhà dưỡng. Khoan, trước tiên phải hỏi thăm thai phụ. Em thai bao lâu rồi? Dạ, em được 6 tháng. Rồi, hai bạn quen nhau được bao lâu rồi? Dạ, tụi em quen nhau được 9 tháng rồi chị ạ. Cái gì? Nhưng mà cái cơ duyên nào hai bạn quen nhau? Quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, tụi em làm chung ở khách sạn. Bạn này mới vô làm thì tụi em có nhìn mặt biết nhau thôi. Cứ hay xuống nhà bếp xin ăn. Buổi tối em còn chạy thêm Uber nữa. Giỏi quá. Là bạn này bạn có ra và bút trúng xe của em luôn. Trời ơi, đâu mà hay vậy. Vô tình như vậy thì thế là hai tụi em biết nhau, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Bao nhiêu lâu gặp nhau, bao nhiêu lâu sau thì chính thức yêu nhau? Dạ, 3 ngày. Ủa vậy cái ấn tượng ngày đầu tiên gặp nhau chắc là phải dữ dội lắm đúng không? Là lúc đó như thế nào, cái ngày đầu tiên gặp nhau á? Tại vì ảnh giỏi quá cho nên ở trong bếp ai cũng nói là anh này rất là giỏi, là vì làm hai công việc như vậy. Xong rồi mình thấy ảnh cũng dễ thương, chững chạc lại giỏi giang nữa. Vô tình ngày hôm đó bút xe trúng ảnh, thì lúc đó hai đứa mới nhắn tin nói chuyện qua nói chuyện lại với nhau. Đi làm về là hai tụi em cứ đi chơi ạ. Đi vòng vòng khắp thành phố vậy á. Xong rồi đến ngày thứ ba bạn em rủ lên nhà chơi, là xem như lời đó là lời tỏ tình luôn. Ủa, rủ lên nhà liên quan cái chuyện tỏ tình? Kiểu như lên đó mình nói chuyện yêu đương luôn. Nhanh quá rồi, có kỷ niệm đáng nhớ nào? Có kịp đi chơi, có chuyện hay là đi chơi vui buồn ghen tuông gì chưa? Dạ, nhiều thời gian yêu nhau cũng nhiều gì cũng có nhiều chuyện xảy ra đúng không? Nào, ví dụ là ngày 23/11 là cũng là lần đầu tiên mà em cảm thấy mình trưởng thành, như là biết kiếm tiền, biết dùng cái đồng tiền đó để lo cho người khác. Tới trước giờ bản thân mình sống vì bản thân mình nhiều quá. Dắt gia đình của ấy đi chơi. Dắt cả nhà đi chơi luôn. Em dắt cả nhà của đi em chơi. Em có gọi cho gia đình nhà mình thì nhưng mà mẹ em biết chắc em với mẹ khắc khẩu á. Là không có nói chuyện được nên mẹ em chắc cũng không có đi. Vậy là em đưa bạn này về nhà, em về nhà giới thiệu cho ba mẹ luôn. Dạ, giới thiệu cho mẹ trước. Tại vì ba với mẹ em không có ở chung với nhau. Rồi là mời đi chơi thì nhà em đi đi luôn, đi đông không? Dạ đi, có mẹ em với lại người ba sau của em. Mẹ với ba sau, mẹ với Dưỡng. Dạ mẹ với Dưỡng. Rồi đi đâu, đưa nhau đi đâu chơi? Dạ đi Đà Lạt ạ. Đà Lạt. Hay quá. Có chuyện dở khóc dở cười gì trong cái mối tình của hai bạn không? Là chuyện dở khóc dở cười chắc chỉ là ghen tuông thôi vậy. Ai ghen với ai? Em, hai người đều ghen nhau hết. Cũng quen đến người yêu cũ thôi. Chia tay rồi thì người yêu cũ vẫn là bạn thì cũng bình thường, nhưng mà đôi khi mình lôi cái chuyện gia đình của mình ra nói nhiều quá thì cảm thấy không thoải mái như thế. Người yêu cũ nhắn tin với bạn hỏi thăm này nọ thì mình cũng chia sẻ luôn mà hết người làm bạn hả em? Tại vì cũng có gặp anh này mấy lần rồi nên em cứ nghĩ là anh này sẽ nghĩ là thoải mái. Sau này khi mà có em bé rồi thì giống như là em buồn bã quá, em mới anh đó vô tình nhắn tin hỏi thăm thì em mới trả lời. Là bạn này chia tâm sự với bạn trai cũ của bạn này. Coi như là bạn ghen. Rồi sao xử lý cái việc đó như thế nào? Thì em không nhắn nữa. Tụi em ngồi nói chuyện lại với nhau. Còn bạn này thì có làm gì để em phải bực mình không? Dạ hầu như là không có. Nhưng mà hai bạn có thấy là mình đến với nhau nhanh quá không? Vậy kế hoạch của hai bạn sắp tới là gì? Ủa, hai bạn đám cưới chưa? Dạ chưa. Tụi em là cũng đã lên kế hoạch là chụp hình rồi làm thiệp, là có dự định ngày cưới hết rồi. Nhà em cũng xuống dưới nhà bạn ấy nói chuyện ở dưới quê rồi ạ. Cái lúc mà em lên kế hoạch đám cưới đó là lúc đó có bầu chưa? Dạ có bầu rồi. Có bầu rồi mình mới lên kế hoạch. Dạ đúng rồi ạ. Lúc đầu thì mẹ em lại không chấp nhận như vậy, kiểu như hai đứa còn quá trẻ. Nhưng mà lúc sau một thời gian thì em có nói chuyện lại với gia đình mình thì cũng có lên kế hoạch là dự tính ngày đám cưới. Là bố mẹ em lại chấp nhận. Sau đó thì hai bên gia đình lại không có hòa thuận với nhau. Phong tục. Mà bạn nói cái phong tục nó khác nhau là sao, là do văn hóa hay đúng là rồi, do cái văn hóa vùng miền. Bên dưới quê bạn là phong tục nó là phải trình lễ, là nhà em lại nguồn gốc là miền Bắc, không có thỏa thuận được với nhau trong cái làm lễ thôi. Tại vì nó kéo dài quá, gần sát ngày cưới rồi thì lại không có câu trả lời cho bên nhà gái. Đó là nhà gái người ta
cảm thấy bị tổn thương đúng không? Cho nên là tổn thương. Nhưng mà ý là mẹ em muốn làm như thế nào? Cái phong tục của mẹ. Mẹ em muốn làm theo cái kiểu nhà Bắc, tức là đến cái ngày hành hôn, đến cái ngày mà rước dâu đó là các sính lễ này nọ là sẽ mới là đầy đủ. Phong tục người miền Tây em á là khi mà bàn chuyện đám cưới thì nhà trai phải trình lễ cho gia đình bà con dòng họ nhà gái biết là như thế nào. Hiểu rồi, nghĩa là gọi là cái gọi là đi dặm ngõ là có cái tiền nát á, ví dụ như là nhà trai qua cưới cô dâu là có 6 mâm, trong đó là có hoa, có rượu, có gì đó, rồi bông hoa, bông tai sính lễ hay là tiền bạc 5 triệu, 10 triệu gì đó là phải trình trước. Đã đúng rồi. Nếu mà có đám hỏi thì mới trình, còn nếu mà gom lại cái ngày đám cưới thì không cần phải trình gì, nhưng mà phải thông báo cho nhà gái người ta biết để người ta chuẩn bị cái đám cưới cho đàng hoàng, chứ không phải là nhà em là bắt là phải trình bao nhiêu lễ đó. Mà vậy, chỉ vậy thôi mà là mâu thuẫn mà không cho cưới đó hả? Tại vì cái ấn tượng đầu tiên với mẹ em với lại Trang là không được tốt lắm, tại vì lúc đầu mẹ em là người không chấp nhận. Trang có bầu trước rồi cho nên mẹ em không có chấp nhận. Dạ, đúng rồi. Lúc đó tâm trạng của hai bạn như thế nào? Em bế tắc lắm, em cũng không biết phải làm như thế nào. Lúc đó là em thì bị áp lực của gia đình mình, còn em cứ áp lực qua anh này thôi, chứ em cũng không biết phải làm như thế nào. Rồi cuối cùng thì bạn ấy cũng hủy đám cưới. Cũng mới dự tính là đã lên đến bệnh viện Từ Dũ rồi. Mà đến bệnh viện Từ Dũ để làm gì? Để bỏ. Là tại vì em bị áp lực của gia đình mình, với lại bây giờ để như vậy thì tai tiếng á, kiểu như để mà gia đình bạn trai không có chịu cưới á, đúng không? Vô tình ngày hôm đó em đi lên tới bệnh viện thì mẹ em gọi, thì lúc đó cái nước mắt nó cứ trào xuống. Mà lúc đó là mấy tháng rồi? Dạ lúc đó là 2 tháng mấy. Cho nên em cứ nghĩ là lớn quá cho nên em không dám làm, rồi cứ ngồi khóc ở trước cửa bệnh viện vậy đó. Cho tới khi mẹ gọi thì mẹ hỏi đang ở đâu, thì em chỉ trả lời là đang ở bệnh viện. Xong rồi mẹ em gọi cho anh này. Cảm xúc của em lúc đó như thế nào khi mà hay tin là bạn gái mình định làm cái mình, việc dại dột như vậy? Kiểu như mình vừa chắc mà mình gái mình thương nhiều hơn giờ. Tại vì phận con gái mà, kiểu như người ta bị tổn thương nhiều quá. Mình là đàn ông, mình phải biết chăm sóc cho người ta. Tại vì mình đã dám làm như vậy thì mình đã dám nhận. Đó là sau khi thấy bố mẹ thấy mình cũng nỗ lực nhiều quá, với lại thấy cũng chịu khó làm ăn thì bố mẹ cũng chấp nhận. Là bây giờ hai gia đình đã nói chuyện lại với nhau rồi? Ổn thỏa hết chưa? Bây giờ thì chưa có dự tính lại ngày cưới, nhưng mà nhà em đã có kiểu như đã hỏi thăm thường xuyên hơn, nói chuyện có nghĩa là chấp nhận dễ dàng hơn. Dạ. Chấp nhận. Rồi vậy kế hoạch trong tương lai của hai bạn là sao? Thì tụi em chỉ cố gắng đi làm rồi lo cho con trước đã chị. Thì xong rồi. Ưu tiên bây giờ là ưu tiên cho con trước. Bây giờ làm hai bạn muốn ở chung hay là ở riêng? Dạ tụi em ở chung với nhau. Em ở rể. Thật sự thì giờ chị Tường cũng không biết nói như thế nào, mà mọi việc thì nó cũng đã lỡ hết rồi. Mà cái này cũng là một cái bài học kinh nghiệm cho những bạn trẻ. Nhiều khi mình yêu nhau thì mình cũng phải suy nghĩ kỹ, từ tốn mình quyết định. Mình chọn rồi thì trước sau gì cái điều này nó cũng tới thôi. Có một đứa con là một kết quả của tình yêu rất là đẹp. Tuy nhiên nếu như mình chuẩn bị cái tâm lý kỹ trước đó thì mình sẽ được hai gia đình đón nhận, và em sẽ không bị cái cảnh là tổn thương như bây giờ. Đó là điều rõ ràng, em thấy không? May mắn là em gặp được một người đàn ông có trách nhiệm. Cái việc mà em cần làm là phải thật sự là thư giãn đầu óc, chỉ tập trung cho sức khỏe, nghỉ dưỡng để lo cho đứa con của mình. Về phía em là bây giờ vừa coi như sắp làm ba nữa, phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong cuộc sống, cố gắng để lo kinh tế ổn định. Dạ, em chắc em sẽ dành lời này nói với gia đình hai bên. Thôi đứng lên đi em. Nếu bố mẹ xem được chương trình này thì con xin gửi lời đến gia đình mình là bản thân con cũng lớn rồi thì tôn trọng quyết định của con, tạo điều kiện giúp đỡ cho con sau này có một cái đám cưới cho con, tại vì con là con trai út trong nhà. Con cũng gửi lời đến ba mẹ là hãy hiểu cho con, vì dù sao con cũng là con gái, những cái lỗi lầm mà từ trước tới giờ con với lại Hiếu nghe đã bị, mong ba mẹ bỏ qua. Em hứa chị nghĩ là ba mẹ nào thì cũng sẽ thương con cái thôi. Có thể là giận cái lúc đầu, nhưng mà thời gian, tại vì máu chảy ruột mềm, chúng ta đều là một gia đình hết. Và đặc biệt là khi em sinh đứa con ra, chính đứa bé nó sẽ làm cái chất xúc tác là keo dính để hai gia đình bên nội bên ngoại sẽ gần với nhau hơn.
Bây giờ còn một chút khó khăn nữa thôi, cố gắng vượt qua. Và chị tin chắc chắn rằng hai bạn sẽ, nếu như mình vẫn kiên trì và mình giữ mãi cái tình yêu của mình, thì gia đình hai bên sẽ chúc phúc cho em. Chúc cho hai bạn không xa sẽ có một đứa bé rất là dễ thương trong gia đình, và một cái đám cưới thật ý nghĩa giống như là điều hai bạn mong muốn. Cố gắng nha.